bọn chung bẩn chỉ bị thi bọn mũi nông trong náo bị thi bọn thông thông đợt tay tiệt nấy prehrit bị thi thuyết tu sử mía đại trái bàn bà rục thua lạc đòi bà chỉ được tu tiên prehrit trên này chạc Campuchia tăng phi bò rán riêng mộ bị thi ní bà bà tờ chá bị thay mưu rối khai phẹt rô bọt rô hốt đọt ngay đập rạm rối miên ở dạng phê đập rạm ngay vì thị bọn chung bánh trở bàn thua láng tạm bài bà bây ni bà bất tử sạch nè. Dương tám át tập bọn đề bàn chọc xài cho nam phì bọn đập bốn đòi tùm bò Facebook cửa xuân và bà thọ nâng vị trật xà lập bạc bán ở đằng thẻ. Chạp tăng phì xa máy bà ràn nạ ca ở rõ hốt mực đòi bà chọc bọn ni. Vì thị bọn chung bánh kê tánh tay bà rộp nực nông ở đời vật xá bố nực nông ở đời á há ở rõ bọc bụ bán đồ chịp hụ trốm nâng các xâm nol á sau xâm bố nực nông khai phiếng cô bộ bệnh. Nực nông ở đời bọn chung bẩn rồi dạp về đập rằm thay ní miên bộ bụ, bệnh chốn, bụ bệnh sạch nhiệt tên bạm bì sẵn đán bốm tên đầm nọ nhiết tràn một hạ cám đại ọt khuyên á hà ở rồi dạp về chỉ tràn khai một hời nú trớ bàn rụi phọt vì cá khùng khén ạ nụ nhát ôi một xoài nhớt sạch nhiệt nơi tam vọt ả rạm xinh xinh đã nòm dột trong nấy a hà xinh xinh mốt ưu tư cơ sở ở luôn. Trong phút bọn chung bần nỉ bò ra nà chá rít bần đất khả mại dương bàn ở rì trong rì dạp đọc rạm tháng ngày đợt nông rì dạp đọc buồn tháng ngày chỉ tháng ngày cạnh bần nâng tháng ngày tì đọc rạm chỉ tháng ngày chung bần. Nóng ông lòng phê, nấy ca căn bần, rứ đạ bần nì mùi nì mùi, bột bờ sát trong đó chương vọt đang ở, vì xe cớm nì mùi nì mùi, đàm bầy chạy vên rịp trong thuê chẳng hẳn, đá rù miên mộng hộp nì ní, đồ chì dư cú, rứ thuê phò tà hè, bấy tờ buồn mốc, tờ tám là tập hiệp nâng đầm rời ca chạy sạch đầy. Phê tung sko trong nam vô xà, nẹ nơi nóng cớm vên nì mùi nì mùi, trời chạp đám thuê chẳng hẳn. Hãy dây ta chắc chắc nông cọng viên trái trở lưu dục tẹt nà mũi đảm bấy bà mô nùm nệch rịp chóm bài bẩn bài bật bầu rịp chóm rụi hỏi trời nôm khní tờ vọt sẽ đạp luộc sâu thoái bằng cùng thọ sọc kháo nâng thoa bà ra phép vẹt sâu. Trong nay ai con trai đà nợp tẹt trời nôm khní khất khom đợt đáy đợt trường bọ bó rư sọ sọc tạm mộng mà hốp nì mùi nì mùi đầy lái bị khả nìa. Lúc đó bê bạc bình ảnh rộn nào tầy, trời nòm khả nìa rìm chọm khả luôn, cần điệt dùa cánh tu rết trong hàn tử vọn. Nơi khả nông ả rám, lúc ta á chá trời rìm chọm bị thị rộp bát nơi lỡ ô bạc thàn xa lạ. Bên tộp mốc, lúc á chá chư bạc thiên, trời nòm bột bờ sát với trong hàn bạc kinh bạc sóng, về bái bật bầu. Lũ đọc bê bà sông, vừa bà ta nụ mô tà nạ kia thả chóp. Mê viên cọng nì mùi nì mùi, trời rịp chóp mà hộp à hà. Trong này cháu cùng nộp, chún lục ta à chà vót. Prôm tiền chặt chạy phô chân nì hà tờ tụp nhíu. Đã ân chương tự bọn nước nông ngay viên ở bọc luôn nút hòn đài. Cả bà kênh trong hán đọc bà sông, trời bán thua làng đảm bấy ưu tư cơ sở ao tới chi đồn chỉ tá bóng ôn nâng nhiệt tế cả tên phạm bình sẵn đán để bàn xa lạp khái chi bệnh hỏi trời bàn chốt khung nực nông nổ ruộng. Nông cả bài thuyết nổ ruộng ní bệnh khách miễn ao cả rụi phót bì cả chốt tư rôn cảm nực nổ ruộng. Khả nạc đại khách tiết trời bán kia đọc lệnh ao nơi kia nổ ruộng chưa bật đỏ sẵn đảm bầy từ từ tùa dọc nơi trong này ở hẻ nâng cơ sở phòl bọn đại con cháu bàn ưu tư ái hai nâng trời trở lắp từ từ tùa tốc về tình nghĩa nâng nóng nô ruộng bình tỏ tiết bình tỏ bì bì thi bón chung bần ní trời bán bình chọc trong phút như dân đàn đại mạnh bàn nâng nóng nô ruộng có đảo cất đầy có trời bàn kê chặt tốc tha ai từ tùa bàn nâng cơ sở bì bì thi ca ưu tư nông bì thi bón ní phòng đại. Sông bên trẻ đại thẻ, nóng thay bọn chúng, miễn rịp chậm, cần chọp chạm tốc và cháy, bảo kênh cực thi khẩu xa mà này. Ai cả nạ kà mà kà vót, bán chặt cháy nông ẩn xóm, nông cốm, nâng bái bật bầu.
ឲ្យ ទៅ សិស្ស គុណ ទុក ប្រគេន ភិក្ខុ សាមណេរ តាម ចំណែក សម្រាប់ ធ្វើ ចង្ហាន់ នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ បន្ទាប់ ម្យ៉ាង វិញ ទៀត ថ្ងៃ បុណ្យ ភ្ជុំ បិណ្ឌ នេះ កាល ពី សម័យ បុរាណ មាន លេង ល្បែង ប្រណាំង ក្របី សេះ ចាប់ ពី 2 ទៅ 3 គូ ទៅ តាម តំបន់ រៀងៗ ខ្លួន ដើម្បី អបអរ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ បុណ្យ ឆ្លង បង្ហើយ លើស ពី នេះ ទៅ ទៀត ក្របី សេះ នឹងរបស់ដែលត្រូវប្រគួតគេបានតបតែងលម្អដោយប្រេងលាបពណ៌រលើបរលោងមានពាក់ប្រឡាយកណ្ដឹងត្រដោករឺចង្ក្រងជាដើមកន្លែងខ្លះទៀតមានលេងល្បែងផ្សេងៗខុសពីនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនៀមទម្លាប់នេះចេះតែបាត់ទៅរួនថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសាសនាកាន់តែកន្លងវិញទៅនាំឲ្យការប្រកាន់ខ្ជាប់ស្ទើរតែបាត់បង់ច្រើនណាស់ដែរ បើតាមសង្ឃដីការបស់សម្ដេចព្រះមង្គលទេពីចារអ៊ុំសុំ បានឲ្យដឹងថា នៅសម័យដើម គឺក្រោយពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនា បានផ្សារភ្ជាប់ ចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង នោះភិក្ខុសង្ឃ បាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាត គ្រប់ច្រកល្ហក រាល់ពេលវេលា ដោយមិនគិតថាជារដូវវស្សា រដូវប្រាំង រដូវក្ដៅ ឬរដូវរងាឡើយ លុះដល់សម័យ ស្ដេចសោយរាជ គឺវង្សជ័យវរ្ម័ន ព្រះអង្គមានព្រះទ័យជ្រះថ្លា នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា ក៏បានឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃ ដែលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយបច្ច័យ 4 មានចង្ហាន់បិណ្ឌបាត សេនាសនៈ ភេសជ្ជៈ និងចីវ ក្រោយមកទៀត ព្រះអង្គទ្រង់ឆ្វេងយល់ថា នៅរដូវវស្សា ព្រះសង្ឃនិមន្តចេញទៅបិណ្ឌបាត នោះជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លាំងណាស់ ដូចជាភ្លៀងផ្គររន្ទះ ខ្យល់បក់បោក ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃអង្គខ្លះ ត្រូវដួលលើភក់ជ្រាំនោះ ក៏នាំឲ្យព្រះអង្គកើតព្រះទ័យសង្វេគផង ជ្រះថ្លាផង ហើយក៏បានបវរណាដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យនិមន្តគង់នៅក្នុងវត្ត ហើយគុំនិមន្តចេញបិណ្ឌបាតឯណា ក្នុងរយៈពេល 3 ខែ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះអង្គក៏បានធ្វើជាព្រះរាជប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ ឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជួយឧបត្ថម្ភបច្ច័យ 4 ដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងរយៈពេលនៃរដូវវស្សា កុំឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅខាងក្រៅទៀត ការអនុវត្តបែបនេះ ចេះតែខ្លាចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ប្រជារាស្ត្រក៏ធ្វើតាមព្រះរាជប្រកាស រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន គឺឲ្យតែដល់រដូវវស្សា រយៈពេល 3 ខែ ដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃ 1 ខែអាសាឍ ដល់ថ្ងៃពេញបូណ៌មី ខែអាសត់ មិនឲ្យព្រះសង្ឃទៅណាទេ គឺនៅសម័យនោះ គេដាក់បិណ្ឌក្នុងរយៈពេល 3 ខែ តែក្រោយៗមកទៀត ក៏សល់រយៈពេលតិចទៅតិចទៅ រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះ អាស្រ័យដោយកត្តាជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គម គឺមានការប្រែប្រួល